biệt nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện tài năng của ca sĩ bí ẩn số 1. Ai thanh long không? Tôi bán long tây. Anh mua không anh? Mua. Tại vì anh không mua cũng phải mua. Nhiều. Dạ không, cái này tặng tấm lòng. Ủa được tặng luôn hả? Anh bưng không? Có. À, tưởng không bưng cũng phải bưng. Bye bye mấy anh. Ủa rồi, hai người còn lại không có gì hả cô? Đó là do kêu cô mới không có tặng đó. Đó là phần thể hiện tài năng của ca sĩ bí ẩn số 1. Wow. Ui. Ủa? Dạ, cảm ơn ca sĩ bí ẩn số 1 ạ. Nếu như vậy thì là mình cũng được nghe giọng luôn rồi nè. Đúng rồi. Rồi được nhìn mặt luôn rồi. Đã vậy còn được thêm mấy trái thanh long nữa. Đó thì bây giờ là phán đoán của mình như thế nào? Không ấy, để em với cả chị ra ngoài cái ăn chung không em đang. Phán đoán của Phát Huy thì sao nè? Em khi mà em nghe giọng của chị á thì thấy giống giọng của một chị nghệ sĩ là chị Hà Thu, mà thấy cái vóc dáng thì không phải. Em thấy hơi phân vân với dự đoán của em lúc nãy một chút xíu. Là với em thì có thể là bạn này là diễn viên nhiều. Dạ, đúng rồi. Đó, thấy chưa, tôi đã từ đầu tôi đã gợi ý rồi. Rồi còn Lập Nguyên, em nghĩ là hát hay nha, nhưng mà đây là mình đang chọn ca sĩ, đúng không? Ca sĩ mà hát hay cũng không có nghĩa là ca sĩ. Đúng rồi. Khi nãy Cường đã công bố luôn là thông tin là bạn đã áo quân của một cuộc thi âm nhạc quy mô toàn quốc rồi. Thôi nhưng mà áo quân của một cuộc thi âm nhạc thì chắc là ca sĩ rồi. Nhưng mà cũng có thể là bạn đâu theo nghề hát. Đúng rồi, em nghĩ là chị này là diễn viên. Rồi, đó là cảm nhận của ba người chơi chúng ta với ca sĩ bí ẩn số 1 qua phần thể hiện tài năng vừa rồi. Tuy nhiên, ngay thời điểm này thì họ sẽ cùng bước vào mini game đầu tiên để giành quyền chọn. Xin mời. Chúng ta sẽ cùng đến với mini game có tên gọi là tân cầu đếm số. Với trò chơi này, mỗi một bạn sẽ có hai lượt tân cầu. Bạn nào có tổng số lần tân cầu nhiều hơn á thì bạn đó chiến thắng. Ai sẽ là người xung phong đầu tiên nè? Em Đạt. Đạt. Wow. Được hai cái không đây? Lần thứ nhất, xin mời Thanh Đạt. 2, 3, 4, 5. Rồi, 5. Lần thứ hai. 5, 6, 2, 3, 3 là 8 à? 8 cái. Dạ rồi. Để Huy anh nhường anh đi trước không ạ? Rồi, trò này Lập Nguyên. Tôi tự tin. Dạ. 1, 2, 3. Tôi tự tin. Tự tin quá vậy ta. Rồi. 1, 2, 3. 6 cái à. Và càng ngày số lượng càng ít hơn. Phát Huy ơi, bao nhiêu chờ đợi em? 3, 4. Ủa 4 cũng hết đúng không? 3. Rồi. 1, 2, 3, 4. Là 7 cái. 7 cái. Như vậy là người chiến thắng trong mini game này đó là bạn Thanh Đạt. 8 cái ạ. Vậy thì bây giờ Thanh Đạt sẽ chọn ca sĩ bí ẩn nào ạ? Em thì em vẫn nghiêng về quan điểm đầu tiên của em. Thì em vẫn giữ nguyên quan điểm của em là em chọn số 1 ạ. Chọn ca sĩ bí ẩn số 1. Dạ. Và bây giờ sẽ là phần thể hiện tài năng của ca sĩ bí ẩn số 2.